Trở lại với channel mình, mình là Duy Fireboy đây. Hôm nay mình sẽ làm clip đi chung với đồng đội của mình. Tao bật mic rồi nè. Mình sẽ ba đứa mình là có mở cái channel riêng. Đứa nào cũng gà đó, anh em không cảm. Ok. Ok. Anh này đi rank đó hả? Nó tắt mất rồi. Nó tắt mất dạ. Ủa tao bật mic. Ông bật mic mà. What the hell? Bật hết đại nó đi. Có sao đâu. Tao bật mic rồi mà. Ơi. Tao bật mic rồi. Em ngoan hả? Không ăn quá đó. Ủa nãy giờ không ăn hả? À, tao bật mic rồi mà. Ủa chắc có 3 hàng nhở? Thằng kia chắc bị lag văng ra rồi. Thằng kia chắc bị lag văng ra rồi. Mẹ nói, em đi tìm em mà. Rồi, vô rồi. Nè. Nghe đâu. Mất mẹ nghe đâu. Con sự hả? Ganh được không? Sự hơi nguy hiểm à. Chắc tao bắt clip quá à. Tao lát quá à. Tao không chơi được. Rồi. Ok. Tao cũng được. Tao vẫn quay nè. Mày quay nha. Tao không quay đâu. Ok. Giờ đâu mấy? Chết rồi. Thằng này không? Đâu? Bên đây. Đâu tới liền. Đó. Ờ thấy rồi. Sau. Bộ mình vô mới vô có mấy cái thằng mất máu. Mình biết được nó chưa? Chưa. Trong nhà. Công vô đây. Giết. Ơi ba lô rẹp không mới luôn à. Tao bắn hồn xăng cho nó. Tao nhìn nó thấy nó vô nó hết hồn. Tao thấy nó vô hết hồn nó bắn hồn xăng luôn. Rồi lát quá. Còn một thằng nữa. Rồi thì biết không hay thằng. Một thằng nhảy xuống ngay chỗ này luôn. không cảm, cảm ơn. Thằng khác nữa hả? Ủa Hiếu tao nạp, nãy mới nạp thành công rồi sao mày không nạp được? Quên, tao quên. Vui vậy? Xin lỗi mẹ, không có ngu. Để nó phát hiện rồi mày ơi. Chạy qua nhiệm vụ mà nó thất bại. Im mà. Nó quên vậy. Bữa mày tao cho thằng vố không sợ hả? Mày em được làm chưa khác đi. Mà lát gì? Quần bó đạp đầu tao mày mất dạy đi. Bay đồ tao hả? Trời không xử lúc mình lút sạch đồ luôn rồi. Trên đây luôn không ai lút hả? Không. Không đợi nó. Máu hả? Xin máu. Máu nè, lại cho máu nó còn. Quay cho nó máu đi, tao có máu. Tao có không bền. Đâu, bé nào cần máu, đây. Bé nào cần máu, lại đây. À, lại, có máu, có máu. Cảm ơn. Đây. Con sự này có ít ngựa. Nó mất máu hả? Nãy là bắn hùng xăng nó nổ. Nó mất máu. Bơi, bơi.
bật mic rồi. Bật 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 rồi. Đâu đâu? Thì còn có đứa mà. Cái gì? Ông Hầu hả? Là chỗ thấy rồi, thấy rồi. Má gặp phong ạ. Không có cần anh em đâu. Ta chỉ thăm đứa trò thôi. Má cầm pha mát thôi bắn quá. Má bất đắc dĩ cầm pha mát. Đó. Ôi, có người bắn rồi. Má. Khó khăn quá. Anh ta chuyển nước đồ. Cục hàng. Nó hết tạng rồi. Đẩy nó đi, mệt mày quá. Ăn mày cũng nói, không ăn mày cũng nói. Răn mà, cái này răn mà. Đi thôi. Có 300 mấy à, đừng có xin. Cho tao mấy chai cơ đệ. Đéo. Anh đập sự kiện, bỏ tao mấy chai đi. Bao uống chai đó, bỏ tiền ra bao uống chai đó, còn nghe được. Cho hết tiền trường của nó. Đây, đây, đây. Má mày nghĩ tao nhiều nhiều lắm ấy. Ôi hết đạn luôn rồi. Đạn đi đâu á? Cô này bị lốt rồi. Chơi nạp cho mày nó chứ không phải là nạp chưa đạt nạp chưa trộn cho đã mới nạp mua cái ba lô thì hủ tại mày một bộ xanh mua hủ ba lô màu xanh cho nó nhiều nhạc hả tao đắt giảm bớt làm gì nghe gì chưa nghe gì chưa alo nghe trả lời tao bị giật lát à vậy. Mấy này à? Có phóng lụ hả? Đang tới, đang tới. Tất cần băng đạn trường. Không được chết cái đạn, đạn ra mấy băng trường. Mấy cho mày hai băng chưa đủ hay không? Mấy à? Tao việc lát quá, giờ tao đi tự đi kiếm nó mày. Scare hồi vậy. Ôi, chết rồi, chết rồi. Đang bắn nào dưới vậy? Thằng đó đang bắn nào dưới vậy? Tao công lên đây. Còn trên, còn trên, còn trên. Mày á mày. Ở trên tao mới hạ hàng này bay. Ở trên nó mới hạ hàng á, ở trên nó mới hạ hàng á. Có bằng nãy xuống trường không? Vai, gồ ra luôn á. Mày hên thế. Gì? Má mệt ghê. Đó. 12 bình máu luôn. Chứ đạn trường rồi.
Nãy tao mới giết thằng đâu đây mà ta xác ở đâu rồi trời. Đây. Cái gì vậy? Trời ơi. Có anh em hỗ trợ không sợ. Ở đâu heo? Nghe lát bắn. Tao việc lát này coi. Ô vả mình nhặt. Ôi, ôi. Mobigen làm cũng vậy à? Ôi trời ơi. Ôi ôi ôi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, liền đi, vô. Tao có ít máu không? Lẹ đi tao, má. Mẹ mày, tao còn ít máu, tao còn 2 giọt máu à. Tao còn 2 máu rồi, đi ra nó chết. Ngu rồi. Phát ra, phát ra đi, phát ra đi. Ờ quên đi ranh không phát được. Mẹ xuống xem mẹ đi. Cấp 5 mà thôi dẹp rồi, ngu rồi. Sao biết ăn giống gì mà nó ngu cái này. Đi chúng đồng đội không đi, đi riêng nữa. Mở hết rồi mà. Không tin cho nó là. Cái tin bị lát. Cái bạn cái tin chết rồi. Đồ. Tao không biết rồi mà, alo nghe không? Mở mic rồi có nghe không? Alo, có nghe không? Nó nói nãy giờ mà nhắn tin đi. Để thôi đừng ngần nhắn nè. Chơi một kéo gì nữa. Chạy đi mệt quá, trên cứ than thở đi. Alo. Nghe gì không? Mẹ con boss cũng sợ luôn á. Ôi mày ơi. Đó nó bắn thầy đó. Chạy cua thôi. Coi đồng đội chơi buồn quá. Kỳ lạ vậy ta. Mà không biết mà sao không ai nghe gì. Mày có nói đâu, mày đừng có xạo mày. Có nói mà. Tụi chửi nó không chó thiệt mà. Có nói nãy giờ mà. Được kệ bà đi bắn tắt. Ơi có nghe không? Nghe nghe nói alo. Thôi là chuyện của nó. Ơi nghe nói alo. Có ai nghe gì không? Có ai nghe gì không? Nghe nói alo. Nghe thì nói alo. Nghe không? Bà tắt mic rồi mày ơi. Có bật mic mà. Bà kêu alo mày. Bà nó không nghe nó nhắn alo lô lô kìa. Có bật mic mà. Tắt mic mở lại rồi. Đâu bật bật rồi nè. Tắt mic mở lại. À, alo hay không? Tắt mở lại rồi nè. Xong đợi mấy phút xong mở lại coi.
Vãi, phải đợi nữa. Ở đây cho tao đúng không? Mày nghe ở đây cho tao đúng không? Ê. Vãi bò tụi nó rồi chứ. Tắt tí. Tụi nó gặp nhanh cái tên cũng biết nó đại cho mình tích cái chợ nào đấy học quà ra về. Alo, nghe gì không? Hay bị lỗi trời. Mày đợi đi, mày cứ đợi lâu lâu vô, thấy mày bật lại. Mày nhắn hoài, lấy nó theo máy luôn á. Và là ôi nó kìa, nó kìa, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái kìa, bắn đi, trời ơi ông một bên làm gì Sky ra. Vậy thôi rồi, xong rồi, có đủ. Mày ngất dại hả mày? Rồi xong. Ok ok. Thôi bye bye anh em. Clip này hơi xui tí. Bye.